Chào các bạn lại quay lại với Lộc trong cái video này. Và các bạn và Lộc tin chắc là các bạn sẽ cảm thấy bất ngờ. Ô, ông Lộc cũng nói là bài trước là ông Lộc cũng nói là bài sau sẽ là bài thực hành, nhưng mà tại sao ông lại cho mình xem bài trình chiếu thế này? Thì tất nhiên là phải có lý thuyết thì mới thực hành được. Tôi sẽ thực hành vào đâu được nếu không có lý thuyết, đúng không? Thì các bạn sẽ phải cố gắng học Lộc một chút lý thuyết một thời gian rất ngắn thôi. Nào, điệu vào lưu này. Như đã hứa, chúng ta sẽ học trong bài ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ học, và các bạn sẽ hỏi Lộc là tại sao cái điệu này gọi điệu blue, thì nó không biết là tại sao nó gọi điệu blue nhá. Blue là màu gì? Màu xanh đúng không? Lộc rất thích màu xanh đấy nha. Chúng ta sẽ có điệu blue đánh cho nhịp 4/4, và nó cực sự là vô cùng cơ bản. Nó sẽ gồm 4 phách. 4 phách tức là 4 nốt đen, một nốt đen và một phách và một nốt đen. Và phách thứ nhất chúng ta sẽ quạt vào dây số 4 đến dây số 6. Quạt từ dây số 4 đến dây số 6. Có thể là 4 giây, có thể cũng là 6 giây, tùy nhá. Hoặc đôi khi là 2 giây, 3 giây cũng được, không sai đâu nhá. Cái này nó chỉ là cái mô phỏng để các bạn có thể hiểu được thôi. Phách thứ hai, các bạn sẽ quạt 3 giây dưới cùng, và dưới cùng. Vì phách này là các bạn nhớ là phách gì? Phách nhẹ, đúng không? Phách nhẹ. Các bạn nhớ là phách này là phách mạnh đúng không? Mạnh nhất. Mạnh nhất. Các bạn nhớ là phách đầu tiên là phách mạnh nhất đúng không? Phách mạnh nhất. Phách thứ hai là phách nhẹ này. Phách thứ ba là, và các bạn sẽ thấy, và các bạn nhớ là phách thứ ba là gì? Phách mạnh mạnh vừa đúng không? Trong bài trước rồi. Và phách thứ tư cuối cùng vẫn là một phách nhẹ. Phách nhẹ. Thì có một số người sẽ hỏi Lộc là bây giờ đấy, đánh bây giờ cứ mạnh nhẹ là nó khó lắm, bây giờ nói nó loạn hết cả lên. Thì giờ cứ bây giờ tôi cứ hiểu là phách 1 và phách 3 tôi đánh mạnh bằng nhau được không? Lộc trả lời được. Thế giờ tôi đánh mạnh phách 2 và phách 4, và phách 4 tôi đánh mạnh hơn phách 2 được không? Lộc trả lời vẫn được. Nếu như mà tôi đánh mà chung quy là đánh nhạnh nên chỉ có một phách mạnh, phách 1 là phách mạnh nhất, có được không? Và Lộc trả lời vẫn được. Chung quy nào? Cái đó là cái cảm hứng âm nhạc các bạn. Miễn sao phải đúng nhịp, nó phải chuẩn nhịp, nó phải ra cái chất âm. Đặc biệt là khi mà vào một cái bài hát nào đó, các bạn phải hình dung được nào. Đây là cái bài tập thôi, thì sau này Lộc muốn chia sẻ với các bạn khi mà nó vào bài hát nữa nhé. Khi vào bài hát nữa thì các bạn mới vỡ ra được. Phải tập khoảng 2 bài hát cho một điệu để các bạn vỡ ra vỡ ra một cái tiết điệu. Thì đó, và bây giờ Lộc sẽ ôm đàn và chia sẻ với các bạn. Trước khi ôm đàn chia sẻ, các bạn phải nhớ cái yêu cầu này cực kỳ quan trọng là phải đều. Rồi, bây giờ mình đã trình bày lý thuyết các bạn xong rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thực hành cái điệu blue này nhé. Thì nó rất là đơn giản như thế này. Các bạn nhớ là cầm móng đúng không? Không quá chặt và quá lỏng. Các bạn đặt cái phím đàn lên trên ngón trỏ như thế này, và đặt ngón cái đè lên khá vuông góc, như kiểu ta gần như là vuông góc như thế này, để chìa một tí, móng ra, và ta sẽ quạt dây đàn không quá chặt, không quá lỏng. Và các bạn sẽ đánh với Lộc 4 phách theo như gì mình đã bảo. Phách 1 đánh đôi trưởng nhé. Lộc sẽ biểu diễn bạn đôi trưởng này. Phách 1. Sang pha. Son. Có thể đánh son này, mi, na, đô, dê. Đó là cái nhịp 4/4 của chúng ta. Ta sẽ đánh như vậy, sẽ đánh đô pha son và đô pha son, và đánh la mi dê hoặc là la dê mi tùy các bạn. Thì để tập thôi, đúng không? Quan trọng bạn sẽ phải đánh ra là đều chia thành 4 nhịp. Na thứ pha trưởng son mi đấy là cách mà Lộc chơi điệu blue này.
Thì thật ra thì nó cơ bản là như vậy, nhưng mà đánh vậy nó sẽ các bạn sẽ cảm thấy là không hay, không hay. Lộc chia sẻ luôn cái lâng cao cái điệu bà lu này một tí để cho các bạn có thể chơi nó hay nhất nhé. Thì khách phách một là các bạn đánh như này, là vang dậy các bạn toàn đánh xuống thôi, đúng không? Phách hai cũng vậy, ba bốn toàn đánh xuống thôi. Thì bây giờ Lộc muốn hướng dẫn các bạn là phải đánh lên, nhưng mà cái lên của cái điệu bà lu đấy, đấy cái nhịp cái phách lên của cái nhưng mà cái lần quạt lên của cái điệu bà lu đấy thì là vô tình thôi, nhưng mà các bạn đong đưa cái tay đấy, các bạn đong đưa cái tay như vậy nó sẽ cho các bạn xem. Nó rất là khó đúng không? Nhưng mà cái này là do các bạn phải tập thôi. Một mô phỏng cái phách ba cho các bạn xem nhé, một cái phách ba nhớ không? Đáng nhẽ cái phách ba các bạn đánh xuống, nhưng đây các bạn phải đánh lên, lên và xuống luôn, thì nó sẽ thành như là chia đôi cái phách ba này ra, đúng không? Đấy thì các bạn sẽ thấy là ông Lộc đấy ông dạy sai rồi. Ông ấy bảo là đánh 3 giây trên cùng cho phách 3 hoặc là 3 giây giữa cho phách 3, mà ông ấy đánh là toàn 3 giây cuối thôi. Thì thực ra cái mà Lộc viết cho các bạn đấy thì nó không phải là cái 3 gem, thì nó chỉ là một cái mô phỏng nói bằng lời văn để cho các bạn hiểu thôi, chứ đừng học chứ đừng dập khuôn máy móc, chỉ có máy móc mới đánh dập khuôn thôi. Bạn là con người, các bạn phải cố gắng biến tấu đi theo cái cảm hứng âm nhạc của các bạn. Đôi khi các bạn sẽ đánh 3 giây dưới vì nó hất lên thì phải đánh 3 giây dưới đúng không? Đôi khi các bạn thích hất lên các bạn vẫn hất 3 giây giữa đúng không? Hoặc là rất hất hẳn 3 giây trên. Đấy là tùy các bạn. Chứ không phải là các bạn cứ dập khuôn máy móc nhé. Dập máy móc thì không, không không tập được đâu nhá. Thì đó là cái điều blue này, các bạn cứ tua lại video để học nhá, tua lại video. Nó sẽ giữ một cam đôi trưởng thôi để mô phỏng một lần cuối cùng cho nó cho bạn các bạn hiểu nhá. Đầu tiên sẽ mô phỏng cái cơ bản trước. Lưng cao nhé. Từng 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 đúng không? Các bạn nghe và làm theo nhé. Tua lại thôi. Tiếp theo. Rồi, bây giờ các bạn đã OK xong. Rồi bây giờ các bạn sẽ nhìn vào đây để nó mô phỏng cho các bạn nữa. Điệu dài đúng không? Điệu dài là chúng ta sẽ có bốn phách, cũng như điệu quạt, nhưng mà chúng ta sẽ đánh bằng bốn ngón tay, bốn ngón tay, bốn ngón tay đúng không? Chúng ta sẽ đánh ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa và ngón áp út, ngón giữa, ngón áp út, ngón giữa, ngón áp út. Thì cái phách thứ nhất vào dây bát, thứ nhất dây bát, phách thứ hai vào dây số 3, phách thứ ba vào dây số 2, phách thứ tư vào dây số 1. Phách thứ nhất vẫn là mạnh nhất đúng không? Vẫn là mạnh nhất. Mạnh. Mạnh nhất. Rất là mạnh đúng không? Mạnh nhất. Phách này là mạnh nhẹ. Phách này là vừa đúng không? Mạnh vừa. Phách này là phách nhẹ nhất. Được. Thì đó là như vậy. Thì đánh như thế này thì đánh kiểu gì? Không đánh như thế này đánh kiểu gì thì nó sẽ chia sẻ với các bạn. Như thế này các bạn, bài điệu đầu tiên thì các bạn đã được học với Lộc rồi, là ngón cái sẽ đánh 3 giây đầu, ngón cái đánh cả 3 giây, phụ một mình nó phụ trách cả 3 giây, nhưng bởi vì là không phải lúc nào nhưng không phải lúc nào ta cũng đánh 3 giây cùng lúc, nên cho nên là một mình ngón cái này vẫn luôn luôn phụ trách được 3 giây này. Ngón trỏ và dây số 3, ngón giữa các bạn sẽ đánh dây số 2, ngón út các bạn sẽ đánh ngón áp út các bạn sẽ đánh dây số 4. 4. Các bạn sẽ xếp thứ tự vào con này. 1 áp út, 2 2 ngón giữa, 3 ngón trỏ. Nó sẽ là các bạn hãy nhìn tay của Lộc nhá. Nhìn tay của Lộc xếp rất đều nhau. Nhìn kỹ tay của Lộc nhé, xếp đều nhau. Đấy.
Ok, con cái 3 giây đầu tiên. Đấy, đúng chưa? Đây, 3 giây đầu tiên. Thế giờ đó là cái lý thuyết trên thực tế, thì còn cái lý thuyết nữa, quan trọng nữa phải học cùng Lộc. Lộc sẽ ghi qua cái này và các bạn chép cái này thôi, Lộc sẽ nói khi Lộc ôn đạt. Các bạn nhớ cho Lộc là đô trưởng ký hiệu là gì? Là C đúng không? Na thứ, AM là gì? Là la thứ đúng không? Ký hiệu là AM. Dây bát. Dây bát bằng dây 5. Rồi. Nhớ cho mình nhá. C là đô trưởng, AM là la thứ. D là gì? D là dê đúng không? D là dê. Và ta chưa học dê trưởng mà ta mới học dê thứ thôi. Ta sẽ có dây bát của dây thứ này. Ta chỉ học dây trưởng thôi, chỉ học dây thứ thôi. Ta sẽ có dây bát của dây thứ sẽ bằng với dây số 4. Và còn lại là pha trưởng đúng không? Ký hiệu bằng F, son trưởng ký hiệu bằng G đúng không? Và một thằng nữa, thằng mi, không phải mi trưởng mà là mi thứ đúng không? M ký hiệu dây bát. Dây bát của nó sẽ bằng dây 6. Bạn chép lại cái này nhá. Và sẽ có một ngày kia nó sẽ giới thiệu và chỉ cho bạn cái nguyên tắc để nhớ tất cả các dây bát và giải thích bạn tại sao nó lại là cái dây này mà không phải là dây khác. Và nhưng mà hôm nay các bạn cứ dập khuôn cho Lộc cái gì mà Lộc nói bây giờ nhá. Mà cái gì mà Lộc nói trên đàn bây giờ nhá. Các bạn là cái dây bát là ba cái dây này, là ba dây đầu tiên 6 5 4 là gọi là ba dây bát, thì ba dây cuối nó không được gọi là ba dây bát nữa, nó gọi là ba dây chép. Ba dây bát là ba dây 6 5 4, các bạn thấy là 6 5 4. Nhưng mà các bạn sẽ hỏi Lộc, thế khi nào tao đánh dây 6, lúc nào tao đánh dây 4 và lúc nào tao đánh dây 5, mày dạy 3 5 4 chẳng nhẽ đánh một lúc cả ba có được hay không? Thì các bạn đánh một lúc 3 giây, đánh một lúc 2 giây cũng được, nhưng mà các bạn hiểu vì sao đánh một lúc 2 giây, đánh một lúc 3 giây và hiểu cơ. Đấy. Còn nếu mà không hiểu ấy, chỉ đánh 1 giây cho Lộc thôi. Và bây giờ các bạn cũng không thể hiểu được đâu. Không thể hiểu được đâu. Không thể nào hiểu được đâu nhá. Thì các bạn sẽ học cùng Lộc. Hợp âm đô trưởng này. Hợp âm đô trưởng này, dây bát là dây số 5. Hợp âm la thứ, dây bát là dây số 5. Được chưa? Bây giờ hợp âm dê thứ, dây bát là dây số 4. Hợp âm dê thứ, dây bát là dây số 4. Hợp âm dây thứ, dây bát là dây số 4. Hợp âm còn lại, ba hợp âm còn lại, mi thứ, pha trưởng, son trưởng. Mi thứ, pha trưởng, son trưởng. Dây bát là dây số 6. Dây bát là dây số 6 cho mi thứ, pha trưởng, son trưởng. Pha là dây số 6, son cũng là dây số 6. Mi cũng bát là dây số 6, bát là dây số 6. Thì đó là cho 6 hợp âm. Các bạn cố gắng lấy bút vở ghi vào. Ghi vào theo cái mà Lộc đánh máy. Thì các bạn nhớ ghi vào theo cái đánh máy mà Lộc trình chiếu. Thì Lộc sẽ giải cho các bạn xem. Đều không? Các bạn thấy có đều không? Nó chỉ như thế đó. Bát 3 2 1, 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 bát 3 2 1. Các bạn nhớ các bạn chạy gam nào thì đúng dây bát của nó là được. Và 3 2 1, nhớ là 4 phách đều nhau sẽ ra cái này. Thì các bạn sẽ hỏi Lộc, thế cái này có nâng cao không? Có, nhưng mà Lộc sẽ không dạy trong bài này đâu. Thì hẹn gặp lại các bạn vào trong cái video tiếp theo. Và xin chúc các bạn sẽ hoàn thành được cái điệu giải cũng như điệu móc này, và cũng như là điệu quạt. Và xin cảm ơn các bạn đã xem hết cái điệu blue này. Bài sau Lộc sẽ chỉ các bạn điệu giải nâng cao và dạy các bạn áp dụng điệu blue này với học vòng hợp âm này trong một bài hát. Hẹn gặp lại các bạn vào bài tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Thank you.
đó là những gì mà Blue nâng cao nó có thể làm được. Thì các bạn nghe hay không, nhưng mà không dạy hết một lúc đâu nhá. Hẹn gặp lại các bạn.